hệ thống cảnh báo điểm mù. Sản phẩm BSM01 và BSM01M sử dụng công nghệ quét radar bước sóng mm 24 GHz, giúp phát hiện và cảnh báo các phương tiện đang nằm trong khu vực mù mà tài xế không thể quan sát được qua gương chiếu hậu. BSM01 và BSM01M phát hiện các xe đang đi đồng tốc và vượt lên từ phía sau. Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo bằng phát sáng đèn LED giúp tài xế tập trung lái xe, đảm bảo an toàn. Tính năng hỗ trợ cảnh báo chuyển làn đường. Khi phát hiện phương tiện đang vượt lên từ phía sau, hệ thống BSM01 và BSM01M sẽ đưa ra cảnh báo bằng cách phát sáng đèn LED. Nếu tài xế vẫn bật xi nhan xin chuyển làn, hệ thống lập tức cảnh báo bằng việc phát sáng và nhấp nháy đèn LED liên tục, giúp tài xế biết được và tránh tai nạn xảy ra. Phát hiện xe đi đến khi dừng mở cửa xe. Với điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam, các phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp đi chung làn đường sẽ rất nguy hiểm và có thể dẫn tới tai nạn do tài xế ô tô dừng mở cửa xe không quan sát. Tính năng này sẽ hỗ trợ cảnh báo tài xế biết được đang có phương tiện đi đến, hệ thống sẽ phát sáng đèn LED ở phía tương ứng. Đặc biệt hệ thống vẫn đưa ra cảnh báo khi xe đã tắt động cơ được 1 phút. Cảnh báo phương tiện băng qua phía sau khi lùi xe. Tính năng này rất hữu ích trong trường hợp tài xế lùi xe khỏi gara, nhà để xe. Khi cài số lùi, hệ thống sẽ tự động quét sóng radar ra hai bên phía sau xe, khoảng cách bán kính từ 5 đến 15 mét. Nếu phát hiện phương tiện đang đi đến trong tầm quét, hệ thống sẽ lập tức đưa ra cảnh báo bằng phát sáng đèn LED ở phía bên phương tiện đó, giúp tài xế kịp thời điều chỉnh và tránh tai nạn xảy ra. Thiên Minh Auto Safety, hệ thống phân phối thiết bị công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn.